Hello. Chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hiện tại thì mình đang vào game để review con Heroic nha các bạn. Và nick mình là do bị ban á, nên không có con Heroic. Và để review được thì mình phải vào server ảo để mình chỉnh những cái con rồng thường thành con rồng Heroic để review cho các bạn xem. Và chập nữa review xong thì mình sẽ out về server chính nha. Và lúc đó mình sẽ hướng dẫn sự kiện cho các bạn luôn nha. Rồi, tại server ảo là do nó cái kết nối nó không có được đúng, nên là ở đây này nó không có những cái gói này, nó không cho mình mua được nha các bạn. Rồi, ok, mình sẽ tách hết cái bảng này đi. Footbatch nè, token. Ở Black Chest thì ở đây mình có thể mua được Black Chest nha các bạn, nhưng mà mình mua ở bên này thì nó sẽ trừ game ở bên kia, nên là mua cũng như không mà các bạn. Nó mua mình nhận được trái cây, nhưng mà game ở bên kia bị trừ thì như thế là không tốt. Rồi, hiện tại thì đang có sự kiện là Full Moon Island. Sự kiện này thì các bạn có thể tìm được con rồng này các bạn. Con rồng này là tìm được con rồng Legend mới nè. Và bên cạnh đó trong những cái rương này nè các bạn, và thu thập những cái rương này mở ra sẽ được những cái mảnh. Những mảnh này cứ 4 mảnh sẽ đổi được 10 mảnh của con Luna Shadow. Thì nếu mà bạn thu thập được 40 sẽ được 100 off của con Luna Shadow nha. Rồi, Fort Con Offer. Ok, mình sẽ vào review thẳng vấn đề chính luôn. Đây mình sẽ review con Tectonic Dragon, con rồng Heroic. Đây, hai Tectonic Dragon. Và đây là server ảo nha các bạn, không có thật đâu. Chập nữa vào server thật thì các bạn sẽ hiểu thôi. Mình chỉ review cho vui thôi các bạn. Con này á là một con rồng Heroic cấp 11, nên là tham máu của nó khi đạt 5 sao và A cộng á thì nó sẽ max là 267.000 máu và 58.000 đam, khá là trâu. À, chúng ta sẽ xem cái bộ skill của nó. Skill của nó là skill bua đầu, nên nó chỉ sợ một hệ duy nhất là Primal. Nó có thể crit được hệ Legend bóng tối, điện và bua, đúng rồi. À, đây là cái dạng lớn của nó nè. Rồi, và trên như thế nào? Đây các bạn, nó đã được có sẵn kỹ năng là Tectonic Fissure. Cái skill này là skill đặc biệt. Khi mà các bạn có cái này nè. Cái đó mình để đâu ta? Đây nè. Khi mà các bạn có Tectonic Talisman á thì các bạn mới có được sở hữu được cái skill đặc biệt của con rồng Heroic nha. Và nếu mà bạn không có thì nó không có cho các bạn unlock được skill đó và thay vào skill khác. Và cái này á là chỉ là để mở khóa của skill của Heroic thôi, chứ không phải là cái này dùng để nhận được con Heroic nha các bạn. Rồi, bên cạnh đó thì mình cũng có con Frostfire để up lên để đi đánh trong quest của Heroic các bạn. Con này là Legend cấp 9, là 207.000 máu và 48.000 đam. Rồi, chúng ta xem thử những cái con này đi trend như thế nào. Con này đi trend cho có skill banh là mạnh nhất nè. Cái kiếm của nó đánh, nó đánh ghê thiệt các bạn. Rồi, còn con Heroic đánh như thế nào đây? Rồi, chúng ta vào nhà trên thử xem. Trên ở đây chỉ trên được những skill này thôi. Burialite, Hatteroy. Con Heroic này chỉ dậm chân xuống đất thôi các bạn ạ. Và ở đây đừng có trên nha. Trên những skill này thôi, các bạn đừng có trên skill này thay cho skill đất đặc biệt nha các bạn. Để dành skill đất đặc biệt lại và đánh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đánh luôn nha. Rồi, ok, mình sẽ vào đánh quest luôn cho các bạn xem. Đây là cái quest Heroic level 1 nè. Rồi, go to Bester để chúng ta thử skill đất nó như thế nào. Con này là nó đang có skill bóng tối đầu, nên nó sẽ bị dính skill đất đặc biệt đây các bạn. Wow, 393.000 máu. Các bạn không nhầm đâu, nó giật 5 phát 393.000 máu các bạn ạ. Quá ghét. Con Heroic này quá ghét các bạn ơi, nó giật một phát là 393.000 máu. Nó giật mình thấy khiếp luôn các bạn.
Con này là giống như con boulder các bạn, có skill up đặc biệt. Con boulder nó cũng giật từ 3 đến 5 hit. Và loại này là loại heroic nữa mà, nên nó giật kinh khủng. Hiện tại thì những loại heroic á, máu nhiều nhất á 394.000. Heroic máu nhiều nhất á là chỉ có tầm là 267.000 máu thôi. Đó là những con rồng nhiều máu nhất. À, còn con kia nó giật, còn skill đất mà nó giật một cái bị crit là đi luôn các bạn, bất kể con rồng nào. Quá ghét. 394.000. À, mấy con này không có skill đất đâu nè. À, giật thường skill đất xem. 190.000. Đó là skill đất thường thôi các bạn ạ. 190.000. Rồi, ok. Phát này đó. Rồi, ở đây chắc là mình chỉ review sơ sơ về cái skill của con rồng Heroic vậy thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào server chính để chúng ta chơi sự kiện nha. Rồi, và trước khi vào game thì mình xin giới thiệu đây là cái bản đồ của sự kiện nha các bạn. Đây là cái bản đồ. Ở đây thì các bạn ở cái chỗ này nè, thì mình vừa lấy cái rương này rồi các bạn. Ở đây trong sự kiện này thì cái bản đồ khá là lớn. Và nếu mà các bạn muốn lấy cái con Legend này nè các bạn, thì các bạn phải đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn phải lấy tới 10 mảnh của con rồng Legend này. Và trong cái sự kiện này mà muốn đi lấy hết 10 mảnh thì chắc chắn phải nạp thêm con, hoặc là làm cái gì đó thêm con thì mới lấy được. Chứ với cái số con gốc ban đầu á thì chắc chắn không lấy được các bạn ạ. Thì ở đây mình sẽ ưu tiên cái con Luna Shadow hơn là cái con rồng Legend mới này. À, đây thì chắc là mình sẽ đi lượm những cái rương. Đi lượm những cái rương này các bạn ạ. À, đi lượm những cái rương này. À, chúng ta sẽ đi lượm cái rương này, rương này, rương này, rương này. Rương, rương, rương. Chắc là đi lượm rương thôi chứ không có đi lượm những cái mảnh để ghép rồng. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi qua đây một cái và đi thẳng lên. Và đi thẳng xuống lại thì chúng ta sẽ lượm được 4 rương phía bên này. À, và cái những cái ô mà cái màu tím này nè các bạn thì có sẽ có khả năng mở ra hai game nha, tức là những cái rương á, những cái rương mà bạc và rương rương vàng á thì các bạn sẽ có khả năng mở ra thêm thêm một ít game. Còn những cái rương đồng như thế này nè thì đi mặc dù là rẻ nhưng mà nó không chứa game nha các bạn, không chứa game. À, vậy thì ở đây chắc là mình sẽ đi như thế này đó, rồi đi xuống đây lượm rương, sau đó là mình sẽ đi về đây, về đây và qua đây. À, mình đâm thẳng qua đây luôn, lượm cái rương này. Rồi đâm thẳng xuống dưới đây lượm rương này. Rồi cua qua đây lượm rương này. Đại loại chắc là lượm được một vài rương thôi chứ không có thể nào mà lượm được toàn bộ các rương trong sự kiện đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào game luôn ha. Đây là bản đồ sự kiện nha. Các bạn lưu lại để các bạn chụp cái ảnh lại để dễ nhìn và dễ đi hơn. Và tùy theo mục đích của các bạn thôi. Các bạn thích lượm cái con rồng R thì các bạn đi theo cái đường lượm con rồng R thôi. Đó, còn đây là cái con rồng hơn nữa nè. À, tùy theo bạn nha. Và mình thì mình đi lấy rương, đi lấy những cái rương này để lấy off của con Luna Shadow. Ok, bây giờ vào game luôn nha. Rồi mình đã vào game rồi đây các bạn, và đang ở server thực nè. Đó là những cái này mình có thể mua được nè các bạn. Ở server thực là như thế. Rồi đấy, những cái này mình đều có thể mua được nè. Rồi Black Chest, Heroic Tax Shop Off và sự kiện Full Moon Island. Rồi Fox Con Off. À, rồi, đây các bạn. Ủa? Bị lỗi à? Ở server. Đây là ở server thật hay server ảo ta? Có khi là mình cài bị sai rồi. Rồi cài bị sai để mình cài lại, đang ở server ảo các bạn ạ. À. Rồi mình xin lỗi các bạn nhiều nha, hồi nãy là mình quên cài nên là nó vẫn ở server ảo. Bây giờ mình đã cài lại thì mình đã về server thật rồi đó nha các bạn. Đây là cái chơi như mọi người thôi. Đấy, mọi người vào và thăm đảo của mình thì sẽ thấy mình chỉ có là 1.500 game thôi chứ không có phải là có 100m game đâu nha. Rồi ở đây chúng ta là đang ở server ảo. Mấy cái trái cây này thì chắc là mình sẽ thu và đợi đến lúc mà mình thu hoạch vàng á mà đủ khoảng là bao nhiêu ta, vàng của mình đạt 280m thì mình sẽ trồng cái đợt trái cây tiếp theo. Bây giờ phải thu lên thôi các bạn.
Rồi đây đã bóng tối nè. Ở đây thì mình cho môi trường điện và môi trường kim loại. Đây, đây là môi trường ánh sáng. Đảo này là đảo cầu vồng mà. Đây cái chỗ này nè, hồi nãy là mình biến hai con này thành hai con thành con heroic thôi các bạn. Mình dạng như mình thay đổi cái hình ảnh của nó thành heroic thôi. Cho nó thật sự là vẫn là con rồng lớp lớp dragon thôi chứ không phải là con heroic nha. Ở đây thu hoạch vàng. Đảo Legion của mình. Ở đây một số đảo Legion nè. Rồi ở trên đảo VIP thì mình có con Jinzan nè. Đây là đảo VIP bên này. Rồi ok, thu lên được 144M. Ở đây mình sẽ recon xong con Vulpin Dragon rồi. Rồi nhận chú Vulpin. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào sự kiện luôn ha. Ở đây mình tối hôm qua mình ngủ, mình quên thu đợt con. Đáng lẽ là hiện tại thì mình phải có là 1.800 con các bạn ạ. Mà bây giờ chỉ có 1.200 thôi. Nên là mình đã bị giảm rồi. Và theo như cái bản đồ hồi nãy á, là bây giờ mình sẽ đi thẳng lên phải không các bạn? Thẳng lên hay là đi que cái nữa ta? Mình quên mất tiêu rồi. Mà chắc là đi thẳng lên á. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên để lấy những cái rương nha. Ồ, đây có ốp Luna Shadow nữa nè. Thoải mái các bạn, trong này chứa rất là nhiều ốp của con Luna Shadow nha. Rồi, cả hai game và ba ốp của con Luna Shadow. Đấy, cái rương kìa các bạn. Rồi, một cái chìa khóa. Ok, chúng ta sẽ lấy rương 125 con. Rồi, mình nhận được ba cái Monsa, 3 vật phẩm. Và hồi nãy thì mình đã có mở cái lúc trước á, mình đã có một rương là mình đã có 3 cái Monsa đó rồi. À, chắc chắn là bây giờ mình sẽ có 6 cái. Và để đổi thì các bạn chỉ cần thoát game vào lại thì sẽ đổi được nha. Một op nữa nè, một game. Rồi lấy cái rương tiếp theo. À, 2, ở đây chỉ có 2 thôi là 8, 8 rồi đấy, 8 cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. À, đi xuống lại các bạn, đi xuống để lấy cái rương tiếp theo. Ồ, 5 mảnh Luna Shadow. À, rương bạc ư? Rương bạc không biết có ốp của con Legion không? Không rồi. Rương bạc tiếp, thè đi lấy rương vàng nữa. Đẻ hơn các bạn ạ. À, rương bạc ít đẻ quá. Rương bạc nó không có ốp của con Luna Shadow. Đấy. Các bạn cứ đi lấy rương vàng hết cho mình nha. Mình đã bị lỗ rồi, lỗ con rồi. À, đi á, đi lấy các bạn ưu tiên lấy rương vàng để có ốp của con Luna Shadow nha các bạn. Ở đây mình xem thử hồi bao giờ mình được bao nhiêu ốp rồi. Đó, đi sơ sơ được 28 ốp rồi. Thì chúng ta chỉ cần đi hết lấy hết những cái rương vàng và đi lấy những cái rương á, những cái rương để tìm những cái vật phẩm Monsa các bạn ạ, là sẽ chắc là sự kiện này sẽ lấy được free con Luna Shadow rồi. Và summon thôi. Và bạn nào nếu đã có rồi thì là up sao quá ngon. À, đây, ở đây vật phẩm store của mình. À, toys. Đây, đi vật phẩm trang trí. Đấy các bạn, mình đã có 8 cái Monsa. Bỏ ra ngoài một cái cho vui. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát game vào lại để đổi ốp của con Luna Shadow để các bạn biết cách đổi nha. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã đủ số lượng cái vật phẩm để đổi thì các bạn chỉ cần thoát game và vào lại thì nó sẽ hiện cái phần quà liền nha các bạn. Đây, phần quà thì ở đây mình sẽ nhận được đầu tiên là 10 ốp. Đấy, 10 ốp này các bạn. Ok, cờ làm. Rồi, và mình có 8 cái lần mà thì mình được nhận 2 lần. Thế nữa là 10 ốp nữa là 20 ốp. Đấy các bạn thấy không? Và sự kiện này là rõ ràng là cho free. Web free luôn các bạn. Rồi mình chúc các bạn là chơi theo chiến thuật của mình và có thể lấy được cái con free con Luna Shadow. Hoặc là các bạn cũng có thể chơi theo chiến thuật của bạn. Bạn thấy hợp lý là chơi thôi. Rồi, chắc là video đến đây là kết thúc nha. Mình để hướng dẫn xong sự kiện và chúc các bạn lấy được hơn 100 ốp của con Luna Shadow. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.